em có làm cái giỡ cá đây. Đấy rồi, thôi rồi, cá. Thôi rồi, thôi rồi. Giới thiệu này, cá. Ừ. Đây các bạn nhìn thấy cái rễ này, đây em thấy đây cái rễ cá. Đây cái rễ cá có gì là bằng sắt từ dưới có gì nước mà lên đến tầng. Đây thời gian về hưu rễ bằng ông làm cái rễ này đấy, ông làm cái rễ này là giải tỷ là nói chung là vừa cá rất nhiều, vừa có gì là tức rễ mà cho vừa cho gà ăn, người ăn. Anh quay cả em nhìn rồi rồi à, rồi người ăn gà ăn mà hàng xóm đi là ai ông tức rễ là thỏa mãi cá đó, thấy chưa bà con thấy chưa, thấy cái rễ chưa đó. Sáng giờ em kéo được 7-8 cân cá để cho họ nhỉ. Thấy là biết rồi, đây mùa lụt là cũng nhiều lắm, bây giờ là mùa đang mùa khô này, cho mùa lụt là tức là coi như cá thả thỏa mãi luôn. Đây giờ em kéo cho anh xem. Rồi anh xem cá lúc nào cũng đầy thôi. Chào anh ơi. Anh ấn quay. Đấy. Anh thấy chưa? Đấy, cá. Đấy. Cái một lát là cá như thế đấy. Một sáng giờ anh cứ được 7-8 cân. Mà em mang cho họ đấy. Để họ đến họ không lấy. Đấy, cá có nhiều đi. Đó ba con này này, đó lại là cá đấy chưa? Đó thấy cái rễ sắt kia bằng sắt này. Đó, sắt. Bằng sắt. Anh quay vào đây chứ. Đó đây là phong cảnh của nhà anh Thi. Múc, múc cá lên này, quay múc cá. Kéo cá là múc lên. Ừ, thì múc lên. Sau khi ông về hưu rồi là ông bây giờ không có ngày mà nào mà nghỉ hết. Bây giờ tối ngày là bây giờ là lao động sản xuất. Cá. Thầy cá. Cá. Cá ngô chưa? Đấy. Đấy, còn cá lòng lạc. Đây là một cái lạc đấy nghe. Cái mục lạc là cá nào lạc bao nhiêu lạc đó. Đó. Cá xuống nói chung là cứ 5 hoặc 10 phút kéo lần. Cá liên tục. Đấy. Đấy. Em có điện cho mấy người ra lấy cá nhỉ? Ừ. Bảo người ra lấy cá như... lâu lâu rồi ăn nhiều thuận ớn nên tình thoảng có những lấy cá của anh. Em mới làm cái bàn này, bàn thấy này, bàn mới ngồi rất trà vui. Ừ. Cái bàn này là ông sau khi ông về hưu về là ông có cái cây xung nhà luôn. Ông cứ ra ông làm buổi bàn ghế để uống nước trà buổi sáng buổi chiều, anh em xóm giềng bà con là bạn bè tới người đây chiều gần là sông suối cá là uống bia rượu lại tí về tinh thần. Tôi hiểu là như là làm bàn trà cho vui đó. À, vui. Sáng ngày lâu mấy cọt từ trà cho cá. Mời về hưu. Đó, bây giờ cuộc sống rất thoải mái, anh rất thoải mái, người là coi như là rất khỏe, cũng đau ổn bình thường, sau khi về hưu là ông làm tối ngày luôn. Đó. Đó, bà con thấy chưa, đây cái xe đen là ông xin về cái ông làm cái xe đen này, đây. Cái xe đen này là ông đóng cái này. À, sáng nào là ông thể dục thể thao rồi dùng công cộng luôn. Giữa đường là buổi sáng là mấy tuổi thanh niên mà đi tập thể dục là thấy cái đây là cái xe đen của ông Thi làm là sáng nào là ai họ đi ngang họ tập thể dục cái đường họ kéo xe đen mà tụi thanh niên xe đen sẽ kẹp đây. Đây cái là cái xe đen đang làm này. Nào. Ngày nào? Đó đâu ông thấy chưa? Đó ông thể dục. Bây giờ tụi đây là sức khỏe là trên hết. Rất khỏe. Bây giờ bà con thấy chưa? Khỏe không? Đó, hít rồi. Đó, bây giờ. Rất khỏe. Sáng nay sớm lát xe đen sẽ kẹp nè. Rồi cái cá rồi về uống được trà đi uống cà phê. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, gần 60 rồi, 57, 58 rồi mình thấy tay chân ông thật nụ, thấy chưa? Rồi, cái cá tiếp này. Rồi.
Lạc cái gấu, ui cha, lạc này nhiều ghê. Chứ là ai đi họ đi ra đồng rồi sáng đi ra là đây là họ lấy cá về thôi. Cái chỗ này của ông làm cho công cộng nữa. Cho công cộng. Ông làm cho mà để ai thích kéo cá thì kéo. Ai thích kéo kéo. Thích ăn cá thì đến kéo mang về chứ ông chả. Như lúc bạn bè cùng làm với ông thời gian hay ra có ai ra chơi là khi nào có cá, có cá đồng về qua về ăn cá rất ốc. Đây là dân rất ốc này, con sau lưng nhà là ba các bạn thấy này đó, gà luôn nuôi nhiều lắm đó, gà là sao đất dài mình nông sau là gà vịt đấy, dài sau dài là 50 mét sau là ông nuôi gà, là sau đó nuôi gà vừa vịt gà bị nhiều. Đây là kiểu đấy. Anh bạn anh mới đến gọi ra lấy cá. Đây đây các à. Bạn thấy chưa? Đây là mưa hai bàn của ông cũng đưa ra để lấy cá về này đó, thấy chưa? À. Đó luôn nước trà cà phê. Ở đây đó. Ở đây dân kết quả ông bây giờ tại thấy đắt chưa? Từ là dân gác của ông là năm thua khoảng hơn 200 trái rồi. Mà phải 80 bên trong thôi, nói chi 200. Vừa đi bảo liên tục mà. Mày đóng đây đi. Sáng nào là cái là rồi là bàn đi làm chục là bàn ra liên tục mà, được không thế? Giải trí. Cứ thế giới là công cộng, cho ai thích kéo kéo hình như là. Thỉnh thoảng kéo cho bạn bè ăn. Đấy. Nếu kéo sớm là có cá nhiều hơn nhất phải không? Có nhiều, cá lúc nào cũng có nhận ra cái giá kéo. Đây, tối. Đây, ra kéo. Lạc nào là lạc nào là. Không phải lạc, không nói chung là. Ra kéo thử. Ra kéo này. Cắt là bình cứu á. Ôi trời ơi, lạc nào nhiều mà ăn à. Thấy chứ anh thầy lạc chưa? Anh thầy cá chưa? Vừa mà vịt đâu nhiều đâu, mới mua vịt đó. Cá đi. Vừa kéo là giải trí tại anh như kiến po chặt con. Lát đi toàn châu Phi. Có cái việc đó nữa. Cái việc là thằng mưa, mưa đầu mưa. Anh để mất cho anh mất không quên. Đấy, anh mất không quên. Đấy, cái kia, để mất cái mất. Đừng hết cái này. Anh muốn đâm đi lên này. Đâm đi lên này. Rồi, mất cái, mất cái, mất cái. Ờ, mất cái, mất hết đấy. Nghe. Nó không quen. Nói chung là có lát là cá đô phi, thì lát là còn cá ấy không. Cứ đếm rồi chứ. Đây. Đây các bạn thấy chưa, cứ một lát đây này, cá. Đây, đây chưa. Đây một lát một ạ. Đây giải trí mà. Cái rễ công cộng, rễ công cộng. Rễ công cộng mà. Rễ công cộng. Rễ là đầu tư nên cái đi là 4 triệu rưỡi. Ừ. Đó bằng sắt, tôi tên dưới bằng sắt. Bằng bê tông. Tông chân móng đế, quên đế trong mấy nhà. Bằng sắt hết. Rễ này xài phải 30 năm cũng hư nữa. Quá chắc. Anh chụp đi, chụp đi. Tí là đổ cái cát lên luôn rồi. Làm chơi cát nữa. Chơi cát nữa. Cái rễ đây mà coi như là cả la hàng cả luôn mà. Không thấy? Đây ấy. Còn nhân để chim cá kia chứ. Cá kia thì lát nhiều, thằng nó có lát, rồi toàn đâu khi có lát cá con, cá con. Đấy. Cá con về khó 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 khó. Anh kêu cho mình chỉ tiêu gà cũng vui nha. Ok rồi. Đấy, cả nó tí nền, cả nó ngon. Bây giờ con cạnh được nhà toàn là cây cạnh cây hoa rồi bây giờ đó. Có khi mang về luôn, nếu mình chả lấy thì mình cá quá nhiều.
anh đợi 3 phút kéo là có liên tục mà. Anh ra như vậy cho chiều lên rồi tôi lên cái cô tôi băng ra cho các cô nhồi dọn xe được. Thì hai ông bạn đến là trong vòng một tiếng mình có mình có quay có kéo cá cho các bạn này, thấy chưa, cá này, cá rô phi này, cá lòng đông cân cấn này, đấy nó đang giấy đang tật xuống chưa đấy, cá nhiều đấy, hai anh mang về đi lâu lâu ra một kéo cá đấy, cá nói. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chụp cho em cái chụp cho anh xem đây là dàn đất mà mình trồng ở dưới đất, nó bò đến trần, tận dụng không gian trên trần nhà đấy, đây là cái trần nhà này, để mình làm một dàn đất để vừa che mát cho nhà, để vừa có trái thu hoạch đấy. Nhìn rất này là đầu mùa là nó chín là 40-50 ngàn có ạ. Đây mình trồng dưới đây đấy. Các bạn thấy nhiều không? Đấy trồng rồi cái lối nó cũng đất, lối này đất nhà mình. Mình trồng đằng dưới. Rồi xong mình cho nó bò lên trần nhà thêm một cái dây nữa, hai dây đấy. Các bạn thấy nó bò lên nó có nó sáng sát sát đấy, đấy có. Thì các bạn có không gian trên trần, nếu mà chưa làm được tầng 2 thì cũng nên trồng gốc để cho nó bò lên. Các bạn thấy chưa, các bạn bò lên sát nhau bên này đấy, cỏ bò lên cỏ toàn là 2,5-3 cân tô xem sát đấy. Mình về hưu rồi, nhà trồng gốc nuôi gà với chiếc con sông là kêu cá đấy. Nói chung là thoải mái.